Như tiêu đề trong video này, mình sẽ mua thử cái chiếc iPhone SE 2016 rẻ nhất ở trên Shopee ha. Và cái phiên bản này là phiên bản 16GB và ở đây nó ghi là 5SE nha. Và cái tên chính xác của nó là iPhone 5SE hoặc là iPhone 5SE tùy theo cách đọc của các bạn ha. Phiên bản 2016 và Apple không có một cái phiên bản nào có tên là 5SE này hết ha. Và nếu như mình khui cái sản phẩm này ra mà nó là iPhone 5S thì mình sẽ bấm nút trả hàng hoàn tiền. Bởi vậy khi mà các bạn nhận hàng từ Shopee thì bạn không nên bấm nút đã nhận hàng liền ha, mà các bạn phải kiểm tra coi có đúng là sản phẩm hay không và nó có bị lỗi gì không trong vòng 3 ngày. Và khi nhận cái hộp hàng này mình rất là bất ngờ bởi vì kích thước của nó rất là to và cái chiếc iPhone SE thì kích thước của nó rất là nhỏ luôn. Và đây cũng chính là cái chiếc hộp mà mình mua điện thoại cũ có chiếc hộp lớn nhất mình nhận được từ ở trên Shopee ha. Rồi bây giờ sẽ xem bên trong coi nó có cái gì mà nó lớn như vậy ha. Thì bên trong mở ra chúng ta sẽ thấy một cái túi gọi như là bong bóng nhựa vậy ha. Lần đầu tiên thì mình mua hàng mới có cái túi này, có thể là cái khả năng của nó là chống sốc luôn á. Bình thường là chỉ có những cái bong bóng nhỏ thôi, nhưng mà bong bóng này rất là to luôn, có khả năng chống sốc tốt hơn ha, mình nghĩ vậy. Và ở đây chúng ta sẽ có cáp sạc Lightning nè, cáp sạc Lightning chắc chắn là thì không phải là của Apple đâu. Rồi đây là củ sạc, rồi cái củ sạc quyền thoại này là cái củ sạc 5V 1A, và đa số những cái sản phẩm mà các bạn mua cũ ở trên Shopee á thì sẽ là cái củ sạc dởm thôi. Khi mà chúng ta sử dụng sạc thì rất dễ bị điện giật, thì mình đã làm trong cái video mà iPhone 6S cũ rồi, bạn nào quan tâm thì có thể xem lại ha. Và thường thì mình sẽ bỏ cái củ sạc này đi và sẽ sử dụng chung nó với lại cái củ sạc của Android á, cắm cái cáp Lightning vô mà xài thôi ha. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta, nó được bọc bằng cái ni lông chống sốc, cái bong bóng nhỏ. Rồi mở ra thì mình thấy về cái mặt đóng gói thì shop này đóng gói rất là kỹ luôn ha, bao bọc rất là nhiều và rất là nhiều lớp luôn. Mặc dù là một cái sản phẩm giá rẻ thôi, nhưng mà chúng ta đã được tặng đây là một cái ốp lưng dùng chung cho iPhone 5 nè, iPhone 5S và iPhone 5SE. Nó hay ghi như vậy lắm các bạn, 5G rồi 5SE đồ, rất là lạ. Rồi bây giờ tới cái sản phẩm của chúng ta, nhưng mà chúng ta còn một cái phụ kiện nữa, đó chính là kính cường lực ha, kính cường lực luôn. Vậy là có đủ luôn á, cáp sạc nè, ốp lưng nè và kính cường lực ha. Rồi, sản phẩm chính của chúng ta, phiên bản 16GB, nó có dán 16GB chà bá lửa đây luôn ha. Rồi các bạn có thể nhìn cái siêu màn hình đây, nó không có còn nguyên nữa ha. Lỡ mà nó có bị sự cố gì, có khi nào đổi thừa mình đã khui rồi hay không, nhưng mà mình đã có quay video lại rồi mà. Và cái màn hình thì cũng có cái sự xước xát nhẹ ha. Quay ra mặt sau thì chúng ta cũng có những cái vết xước nhẹ thôi, cũng không đáng kể nha. Nhìn chung thì mặt sau này còn đẹp nè, và sẽ có nhiều cái vết dơ. Nếu cận cảnh thì có lẽ nó là cái keo hay gì đó, cái này chúng ta có thể vệ sinh lại cho nó sạch sẽ hơn. Vết dơ thôi các bạn. Đây là cái phần cụm camera nè, phần mic nè, và đèn LED tru tông hai màu ha, logo quả táo. Và ở đây có chữ iPhone SE và những cái dòng chữ liên quan, ví dụ như là cái model, rồi cũng như là cái số email của cái sản phẩm. Một hồi mình sẽ xem thử ở trên bên trong cái phần mềm á, xem là cái số email này nó có trùng hay không. Đó, cái siêu ở dưới cái phần này nó hơi tróc tróc rồi ha. Còn ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có cái phím tăng giảm âm lượng. Và cái viền nhôm của nó thì có bị xước xát rồi, có thể bị cắn mớp rồi nè, nhẹ nhẹ này. Không biết là trong video các bạn có nhìn thấy rõ hay không. Và đây là cái phím tắt quyền thoại của iPhone, tắt mở rung đó nha. Rồi cái phím tăng giảm âm lượng của nó thì ngày xưa làm rất là chi tiết luôn, có cái dấu cộng và cái dấu trừ luôn ha. Đó, cái chỗ này cũng có những cái vết xước răng răng mà nhẹ hơn cái chỗ hồi nãy ha. Đó, các bạn nhìn nè ha. Thì cái ngoại hình của nó thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi, tại vì đây là một cái sản phẩm hầu như là giá rẻ nhất ở trên Shopee mà mình có thể tìm được. Rồi tiếp đến là ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có những cái vết xây xước nặng hơn. Có lẽ sản phẩm này đã bị rớt và nó cấn ở cái vị trí này. Các bạn thấy nó cấn rất là nặng ha. Và ở cái vị trí lo này nó có phần dơ, cái này mình sẽ vệ sinh sau ha. Và đây là cái cổng Lightning, hai con ốc và cái jack tai nghe 3.5. Nó ra mắt 2016 thì đây chính là cái sản phẩm iPhone cuối cùng còn trang bị jack tai nghe 3.5 ha. Và ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có khay SIM. Cạnh trên là nút nguồn và cái vị trí màn hình đây thì nó hơi nhô nhô, nó không được sát lắm ha. Các bạn có thể nhìn cái phần ROM ở đây nè, có lẽ nó hụt một xíu so với những cái vị trí khác, bấm vào nó hơi nhấp nhô nhẹ nhẹ. Đó là về phần ngoại hình, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái khay SIM này ra để bỏ SIM vào cắm thử xem bên trong nó còn hoạt động ổn định hay không. Cái cây chọt SIM này là của mình nha các bạn, chứ không phải được tặng thêm đâu. Bạn nào sang sang mua điện thoại này mà mua cái cây chọt của Apple trị giá khoảng 100 ngàn ha. Và đây là cái khay SIM của nó. Và mình không thấy có khắc số email như ở trên cái chiếc iPhone 6S ha. Thì không biết là đây có phải là cái khe SIM riêng của máy hay không. Rồi bây giờ sẽ tiến hành là lắp SIM thử vào ha. Thì với mức giá này các bạn cũng đừng đòi hỏi là nó có những cái linh kiện gì riêng. Quan trọng là khi mà lắp vào mà chúng ta sử dụng được bình thường, ok là ổn ha. Nếu các bạn nào yêu thích cái sản phẩm này. Đó,
Còn về cái link của sản phẩm này á, mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể tham khảo, nhưng mà đây là một sản phẩm ra mắt đã lâu, mặc dù giá rẻ nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều cái yếu điểm khác các bạn có thể tìm hiểu trong cái video này. Đây là kích thước của nó so sánh với cái chiếc iPhone 6S ha. Và những cái video liên quan về cái chiếc iPhone 6S này, các bạn nào quan tâm thì mình sẽ để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi ha. Các bạn nếu muốn an tâm hơn, các bạn có thể chọn cái chiếc iPhone SE 2020 được bán với cái mức giá hiện tại giá cũ tại Thế Giới Động khoảng 5 triệu 9 thôi. Chúng ta sẽ còn đầy đủ hộp và phụ kiện luôn, còn được bảo hành chính hãng luôn ha. Thì link mình sẽ để dưới phần mô tả luôn, bạn nào quan tâm thì cũng có thể nhấp vô. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần giới thiệu để xem thử nha. Rồi nó chính là iPhone SE luôn các bạn, đang chạy iOS 14.7.1 ha. Đó, nếu mà iPhone 5S là mình sẽ trả hàng hoàn tiền ngay lập tức luôn. Nói thêm về cái chiếc iPhone 6S này thì tối qua mình vừa cập nhật lên iOS 15.5. Đây là cái phiên bản iOS cuối cùng nó còn hỗ trợ ha. Và nếu như các bạn sử dụng cái chiếc iPhone SE cái phiên bản 2016 này thì với cái cấu hình là cùng tương đương với lại cái chiếc iPhone 6S luôn á, chip Apple A9, thì các bạn cũng có thể cập nhật tối đa nó lên là iOS 15.5. Cho đến thời điểm cái video này lên sóng thì iOS 15.5 chính là cái phiên bản iOS chính thức cao nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà iOS 16 vẫn còn đang ở cái dạng beta ha các bạn. Nó sẽ chạy được iOS cao nhất tương đương với lại iPhone 7 luôn ha. Rất là tiếc iPhone 7 sẽ không được là lên iOS 16. Lúc nãy là mình xem cái số email phía ngoài sau máy rồi ha. Thì đây cái số email bên trong là nó trùng nha các bạn ha. Và cái bộ nhớ trong của nó còn trống khoảng 7GB ha. Đây là phiên bản 16GB. Bây giờ mình sẽ test thử cái nút tăng giảm âm lượng nè. Đó, khi mua về các bạn cũng nên test thử thật là kỹ những cái nút này để xem nó có bị liệt hay không. Rồi đây là cái phím tắt nhanh cái chế độ mà rung của đặc trưng của iPhone ha, nó cũng hoạt động rất là tốt. Và đây là cái phím home nè. Rồi mở thử vào cái phần camera của nó như thế nào ha, để xem là camera nó còn hoạt động tốt hay không. Đây là cái phần camera sau của nó với cái độ phân giải là 12MP. Về phần camera này mình nghĩ là nó giữ nguyên cái cụm camera của iPhone 5S luôn á các bạn. Rồi, các bạn cũng nên kiểm tra cái phần đèn LED ha. Chúng ta sẽ mở đèn pin lên. À, đây là phần tăng giảm độ sáng. Hiện tại mình đang để cái độ sáng tối đa nha. Rồi, sẽ mở đèn pin lên. Đó, đèn pin cũng còn hoạt động rất là tốt. Nãy giờ thì nó đã nhận SIM Viettel của mình rồi. Bây giờ mình sẽ thử thực hiện một cái cuộc gọi để xem là cái phần loa thoại nó có ổn hay không. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe cái phần loa thoại của nó nha. Đó, chạm vào thì nó tắt màn hình, tức là cái cảm biến tiệm cận của nó cũng vẫn còn hoạt động rất là tốt nha. Rồi bây giờ sẽ mở chế độ loa ngoài lên nè, để xem là cái thằng loa ngoài mình sẽ mở âm thanh lớn lên cho bạn nghe nha. Của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Đó, cái phần loa thoại và cái phần loa ngoài của nó thì hoạt động rất là tốt luôn ha. Bạn nào yêu thích iPhone có cái thích nhỏ gọn này để tiện nghe gọi cầm nắm thì cái chiếc điện thoại này rất là phù hợp ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test tới bảo mật vân tay để xem là vân tay nó còn hay không, hay là đây là một thiết bị mất vân tay ha. Đây, bây giờ mình sẽ thêm ngón tay nè. Touch ID nè, đó. Vậy là vẫn còn nhận bình thường nha các bạn. Vậy là thiết bị này vẫn còn hỗ trợ vân tay bình thường luôn. Thường những thiết bị mà mắc vân tay thì nó sẽ có cái mức giá rẻ, nhưng mà đây thì vẫn còn bình thường ha. Coi như là nó cũng chưa có mắc một cái tính năng nào hết ha, nãy giờ trong cái quá trình test của mình nha. Rồi bây giờ kiểm tra sơ sơ về cảm ứng bằng cái cách mà mình sẽ di chuyển cái icon ở trên màn hình nè, để xem là nó còn hoạt động tốt hay không. Đó thì các bạn có thể thấy là hoạt động rất là trơn tru ha, vẫn còn rất là tốt luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào cái mục pin này để mình kiểm tra cái tình trạng pin của nó thôi, để xem là còn bao nhiêu phần trăm. Vậy là cái tình trạng pin của nó là còn 86%, cũng ổn ha. Nhưng mà cái thiết bị này, cái viên pin của nó cái dung lượng chỉ có khoảng 1.600 thôi các bạn. Cho nên là các bạn đừng kỳ vọng đây là một thiết bị có pin trâu ha, pin của nó cũng không có ổn lắm đâu. Đây thì đã có kết nối 4G LTE rồi nè các bạn. Nhưng mà mình sẽ kết nối với lại Wi-Fi xem ha. Với phiên bản mà iOS 14.7 này thì chúng ta sẽ cài được hầu hết tất cả những ứng dụng ha, như là TikTok rồi YouTube đồ, nó vẫn còn hỗ trợ nha. Đó, cái loa của thiết bị này thì cũng rất là lớn nha. Mặc dù nhỏ nhưng mà loa thì của nó thì rất là lớn. Đó. Mặc dù là màn hình của nó nhỏ ha, nhưng mà đối với iPhone á, các bạn chỉ cần mua một cái cáp về, các bạn cắm vào cái cổng Lightning á, thì cáp đó mình đã làm video rồi, các bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem lại ha. Và cắm nó để xuất lên những cái màn hình TV có hỗ trợ cổng HDMI nha. Đó, khi đó chúng ta sẽ xem được những cái nội dung và biến một cái chiếc TV bình thường thành một cái chiếc TV có thể kết nối internet nè, xem YouTube nè, hoặc có thể là lướt TikTok.
có 4 inch thôi, nhưng mà gõ bàn phím ở trên thiết bị này thì cũng rất là, mình thấy rất là ổn ha, chứ cũng không có tệ lắm đâu. Dành đặc biệt là thích hợp cho những bạn nào mà thích những chiếc điện thoại có màn hình cực kỳ nhỏ ha. Điện thoại nhỏ nhất mà trang bị cấu hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại ha, 4 inch, kích thước chỉ 4 inch thôi, nhưng mà trang bị con chip Apple A9 cầm trong tay rất là gọn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc thử để xem là nó hỗ trợ sạc tốt hay không, và vẫn hỗ trợ sạc tốt bình thường nha các bạn ha. Và các bạn lưu ý ha, đây là một thiết bị có cái dung lượng pin khoảng 1.600 thôi, cho nên là nó không phải là một thiết bị pin trâu đâu, và nó là một thiết bị cũ nữa, cho nên là bạn nào quan tâm á, thì về cái phần pin á, thì có lẽ là không nên chọn thiết bị này. Cái ưu điểm của nó là chính là nó là iPhone, cho nên nếu mà các bạn bị hư những cái linh kiện, ví dụ như màn hình nè, pin nè, hay mọi cái linh kiện khác ấy, thì các bạn sẽ tìm kiếm linh kiện rất là dễ dàng ha, rất là nhiều. Nếu mà các bạn mua những cái chiếc flagship Android cũ cùng tầm giá này á, thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản hệ điều hành cũ rồi, không được cập nhật ha. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ khó tìm kiếm linh kiện thay thế nếu xảy ra sự cố hỏng hóc. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái chiếc iPhone SE giá rẻ nhất ở trên Shopee này? Thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.